Trên thực tế, hơn 50% những người bị mắc buồng trứng đa nang phát triển thành bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường trước 40 tuổi. Vì thế, chế độ ăn uống của những người bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang được xem là một trong những phần rất quan trọng của kế hoạch điều trị. Hãy cùng tham khảo ngay 6 loại thực phẩm cần tránh ngay sau đây. 1. Thực phẩm làm chỉ số đường huyết GI cao. Các loại thực phẩm làm chỉ số đường huyết cao có thể khiến lượng đường trong máu đột ngột gia tăng, dẫn đến hiện tượng hormone insulin tiết ra nhiều hơn. Không những vậy, các thực phẩm có chỉ số GI cao lại thường chứa nhiều calorie và thiếu chất dinh dưỡng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh ăn những loại thực phẩm này. Cụ thể là các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như là bánh mì trắng, bánh ngọt, bún, hủ tiếu, bánh canh, phở, gạo trắng, các loại ngũ cốc ăn sáng, hoa quả sấy khô, kẹo, kem, nước ép trái cây chứa nhiều đường, nước ngọt. Chế độ ăn giàu đường và tinh bột có thể là nguyên nhân gây ra buồng trứng đa nang. Tinh bột có thể gây viêm, làm tăng khả năng kháng insulin, trong khi đường có thể làm gián đoạn sự rụng trứng. Do đó, bạn nên tránh xa đường bất cứ khi nào có thể. 2. Sản phẩm làm từ đậu nành. Những người mắc chứng không dung nạp lacto thường chuyển sang sử dụng các sản phẩm từ đậu nành như một phương pháp thay thế tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn mắc hội chứng buồng trứng đa nang thì nên hạn chế sử dụng vì nhiều nghiên cứu cho biết đậu nành có thể làm chậm quá trình rụng trứng và điều này khiến các triệu chứng của bệnh trở nên nặng hơn. 3. Sản phẩm làm từ sữa. Các sản phẩm làm từ sữa là một phần quan trọng trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, với những người mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang nên hạn chế sử dụng những thực phẩm này. Nguyên nhân là do các thực phẩm làm từ sữa có thể làm tăng nồng độ testosterone trong cơ thể, khiến các triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng thêm. Vì vậy, tốt nhất bạn nên hạn chế hoặc tránh xa dùng sữa, format, sữa chua, bơ và các sản phẩm làm từ sữa khác. 4. Chất béo không lành mạnh. Chất béo bão hòa thường có nhiều trong các loại thịt đỏ có nhiều mỡ và các sản phẩm làm từ sữa. Loại chất béo này có thể khiến cơ thể sản xuất nhiều hormone estrogen, gây cản trở sự hấp thu và một số dưỡng chất trong cơ thể và gây tăng cân. Chất béo chuyển đổi và chất béo đã hydro hóa thường có nhiều trong dầu ăn, thực phẩm chế biến và bơ thực vật, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường ở phụ nữ bị buồng trứng đa nang. 5. Caffeine và thức uống có cồn. Uống cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nồng độ estradiol, một loại hormone estrogen ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng và kinh nguyệt. Vì vậy, bạn nên hạn chế dùng các loại thực phẩm có chứa caffeine để làm giảm các triệu chứng của buồng trứng đa nang và tăng khả năng sinh sản. Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang lên đến 50%. Gan là cơ quan quan trọng giúp loại bỏ estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, việc uống nhiều rượu bia thường xuyên sẽ khiến gan phải dành nhiều thời gian để loại bỏ chất độc từ rượu bia và việc loại bỏ estrogen sẽ không còn được chú trọng. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn sẽ lưu ý hơn về thực đơn ăn uống mỗi ngày của mình và hãy luôn nhớ tuân theo một chế độ ăn uống, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, duy trì cân nặng hợp lý và thúc đẩy mức độ insulin tốt để có thể hỗ trợ điều trị buồng trứng đa nang hiệu quả hơn.